Rượu trading, mọi người đã từng thưởng thức hay là đã từng nghe qua chưa? Người Cơ Tu ở huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam có một loại rượu rất là đặc biệt, gọi là rượu trading. Đặc biệt ở đây không phải là chân cắt từ men với gạo rồi nấu trên cái ngọn lửa như mọi người thường thấy, mà rượu trading là được chiết xuất từ những cái giọt nhựa của một loại cây quý ở trong rừng. Và quá trình mà làm ra cái rượu này là hoàn toàn tự nhiên nha mọi người. Bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang ví rượu trading giống như là rượu trời vậy. Nước từ cái cây trading khi mà lấy ra thì nó sẽ có cái màu trắng đục và vị nó ngọt như đường luôn. Để cái nước này nó lên men và nó tạo thành rượu thì phải có cái vỏ của cây chuồng. Đây là một cái loại cây ở trong rừng già, bỏ vào trong cái nước của cây trà đinh nó sẽ ủ cái men và nó sẽ tạo cái vị, cũng như là nồng độ nó sẽ cao lên và nó mới thành cái rượu mà mình uống được. Nó sẽ có cái vị hơi ngọt ngọt, đắng đắng và hơi chát chát một chút. Đây là một loại rượu độc nhất vô nhị của bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang. Vì vậy nó sẽ được sử dụng trong những cái dịp lễ Tết, lễ hội và được sử dụng để chiêu đãi các vị khách quý. Thực ra thì uống cái rượu này mình cảm giác giống như uống bia hơn là uống rượu. Nó sẽ dễ uống hơn rất là nhiều. Đàn ông, đàn bà gì uống cũng được hết. Tất nhiên khi mà uống nhiều nó cũng say, giống như say bia luôn mọi người. Ui mọi người ơi, đây là cái vườn trà đinh của em Mứa. Mình đếm chứ cũng phải chục cây á, hơn chứ em hỉ. Dạ. Mười mấy cây mà. Có mấy cây to, siêu to khổng lồ luôn này. Wow. Như cây to nếu mình lấy được mấy lít em? Năm lít chờ. Bây giờ sẽ leo lên lấy trà đinh và quay cho mọi người xem là cái công đoạn mà tạo ra cái rượu trà đinh nó như thế nào. Nó cũng đơn giản thôi nhưng mọi người, nhưng mà cái người mà họ nghĩ ra cái rượu này mới gọi là bá đạo. Tại vì nó thiệt, cái một cái cây nó đừng nghĩ ra để làm ra rượu, sự nó rất là giống như là người đầu tiên nó cũng phải thông minh lắm chứ ai mà nghĩ ra cái ni thà cái bá đạo. Thì cái loại rượu mà nó hoàn toàn tự nhiên, nó uống vô nó lại say, nó làm cho mình hưng phấn giống như cái rượu mình nấu, quá là tuyệt vời. Nè, tôi trèo lên đây mọi người. Cây này cao ghê, thì cây này giống bao nhiêu năm rồi em? Trà đinh này đi. Chục năm rồi anh ạ. Chục năm á hả? Mọi người thấy là nó dán bên ngoài thì nó nhìn nó khá giống cây. Nó cùng họ và khác này. Người ta vào cũng lại khác nữa. Thì ở đây này, cây trà đinh nhá. Này, bà con sẽ gọt bỏ cái phần chỗ cái ngọn này. Đấy, cái khu này này giống như là mình ăn dừa, tố hủ dừa rồi đó. Cũng ăn cái chỗ này này. Có cái miếng mua không cho anh xin miếng. Đây mọi người, ăn là ăn cái chỗ này này, nó ngọt sợ cả. Mình cắt như đây là cái cây nó vẫn sống mà, vẫn sống tự nhiên. Sau khi mình cắt tình nó cầm cái nào mình dừng không cắt nữa. Cái cắt khoảng chết một cây như vậy mình cắt khoảng bao lâu là mình dừng? Tùy theo cái cắt nữa anh ạ. Ví dụ mình cắt sâu nhanh thì nó nhanh hết. Cắt từ từ nó lại lâu. Mình dừng để cho nó lên một cái độc mới. Dạ. Lên một cái ngọn mới, sau đó kì đợi tầm 2 năm. 2 năm sau mình mới thu hoạch lại. Cho nên mọi người thấy cái cây này đã lấy rất là nhiều lần rồi mày. Mỗi cái lần mà ngừng và cho nó phát triển lên thì nó sẽ có một cái sẹo nó ủ ra mình. Phải lái đúng ở gần cái ngọn mới được, phải không? Dạ. Hay là không phải cây nào cũng lấy được, nên là mình phải chính như cái mình coi như cây ni này, mình lấy cây ni này là mới mọc cây ni lên này. Mọc lên tầm cỡ vừa mình lấy thì mình mới lấy được, chứ không phải là cây nào cũng không cắt được, không phải. Nó có thời gian nó đúng cái lộ trình mình cắt được thì mình cắt được, còn không cũng không thể cắt được thì đi. Cái trà đin thì mọi người biết này này, trà đin mình nó không cho mình uống trên cây kiểu này mình uống ạ. Nó không phải là nó không cho mình uống trên cây, mình dễ say hơn so với xuống dưới mình uống trên cây rất mau say. Hay là khi mình uống trên cây mình đứng ở đây nên chóng mặt có nhanh say. Nó từ trước tới giờ uống trên cây, ví dụ cỡ này mình tầm cỡ này mình cũng có thể sai, nhưng mà mình đi xuống thì nó mình uống hết cả can đi lại không sai. Thì theo cây, có cây thì mình gọt tầm một ly, có cây thì bằng cái tờ giấy A4 mỏng nữa thôi. Thì theo loại có cái thì mới gọt mới cắt thì tầm một phân. Nghĩ cũng hay, hồi xưa không biết ai là cái lần cái người đầu tiên mà nghĩ ra cái món rượu này ta. Trước họ cứ như họ kia lấy ăn thôi, rồi khơi trên tay rồi mà không lấy là họ chỉ kêu là
họ cắt luôn nguyên cái cây họ lấy ăn trong. Ăn cái tàu hũ ở trong á. Không, cái người mà phát hiện ra nó đúng đỉnh chứ. Tại vì phải cái thợ của cái vỏ chuồng nữa chứ đâu phải là tự nhiên nó ra cái rụng đâu. Cắt ít thôi mọi người, mình chồi nó mọc lên cắt một xíu thôi, sau đó mình cắt đây. Hạ cái thân cái dưới một xíu nữa là được. Cái nước này thân thiết chứ. Đây, cắt một phần này. Mọi người biết thôi mọi người ạ. Con này lại dày rồi này. Con này là được rồi này. Không cắt nhiều, không cắt sâu vào thì cho nó mau hết, mình không cắt được nhiều. Cái này hàng ngày phải đi cắt này. Dạ đúng rồi. Ngày nào mình phải cắt ít ít đây, cứ đồ cứa này, biết bao nhiêu lần trong này cứa không? Lần cái dao này, cái trước trên này cứa xuống thì có dấu. Đó, mày đâu có chạy rồi. Ta đất từng đoạn rồi, trời ơi. Vậy. Là đất tân đòn rụt. Đất ơi là đất. Mày lỗ mấy bàn tay nước rồi. Cái lỗ đây mà cái lỗ dưới là hết tân rồi. Mày em ngán xè xè đất. Lỗ xè xè mà ngán nhìn xuống hết lỗ hết rồi.